Rồi xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và dạ, hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống bên vườn của chị Hà cô chú anh chị ha. Mai ghép mai giống hàng chơi Tết năm 2024 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Hà nha. Thì số điện thoại giao lưu có phần mô tả và phần tiêu đề ha. Mọi thắc mắc cô chú anh chị mình liên hệ với số điện thoại giùm em nha. Thì trước mặt cô chú anh chị mình đây là giống mặt hoa của giống dạ, giống cúc quý phi nha cô chú anh chị. Cúc quý phi á cô chú anh chị ha. Bông chùm ha, cái này nó nở chưa thành chùm lắm cô chú anh chị ha, tại còn non mùa chứ nở một cái một chùm nó cỡ 5 đến 7 bông ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi con không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bà chủ để bà chủ cái chào giới thiệu với luôn nha. Đây, đặng... rồi dạ chào bà chủ ơi. Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình cho Tết 2024 nha. Rồi dạ, cái này em vô mã đầu tiên thì em xin nói tiếp trước là mã số 11A ha. Rồi. Dạ 11A này là một cây cúc quý phi ha. Quý phi. Rồi, cúc quý phi dạ, nha cúc cô chú anh chị. Quý phi là đi bông đẹp lắm nha. Bông chùm chùm. Nụ to to không luôn cô chú anh chị ha. Quý phi mặt bông đầu tiên đầu clip em có giới thiệu cô chú anh chị ha. Rồi, không xấu lắm bà chủ ơi. Rồi. Rồi cây này là hoành được 15 nha. Rồi. Rồi chiều cao là được 1m04 nha. Rồi. Tán ngang là được 80. Rồi cây này thì em giao lưu 600 nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo. Mã số 12A ha. Rồi. 12A là hai giống nha. Rồi. Dạ ở trên này là cúc tây thi á, tây thi ở dưới là không nhị ha. Rồi hai giống. Hai giống. Rồi thâu số rồi chú ơi. Rồi cây này là hoành được 13. Rồi. Rồi chiều cao là được 65. Tán ngang là được 66. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 500 ha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 13A là một cây cúc VIP nha. Rồi. Cây có bông trên cây luôn nè cô chú anh chị ha. Bông nó rung lên rất là đẹp nha. Và cái bông này thì chắc là nở ngày hôm qua, nay cái bông nó không còn tươi lắm. Nhưng mà bông cũng khá đẹp á. Rồi cây này là hoành được 14,5. Rồi. Rồi chiều cao là được 97 nha. Ngang là được 66. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 550 luôn ha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 14A là rồi. Một cái cúc hoàng hậu. Rồi, cúc hoàng hậu thì clip trước em cũng có quay review của cô chú anh chị ha. Bông cũng rất là đẹp nha, bông to đẹp lắm nha. Rồi, cho xin thông số luôn bà chú ơi. Rồi. Cây này là hoành được gần 14 nha. Rồi. Rồi chiều cao được 93. Tán ngang là được 79. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 500 luôn ha. Rồi, mà đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 15A. Rồi. 15A là một cây cúc quý phi nha. Rồi, cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị, nụ siêu nhiều luôn nha. Nụ quá trời nụ luôn cô chú anh chị, chùm chùm luôn ạ. Hàng chơi Tết thoải mái nha. Rồi, thông số. Rồi cây này là hoành được gần 16 ha. Rồi. Rồi chiều cao là được 64. Tán ngang là được 65. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 500 luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 16A là một cây cúc đại lộc ha. Rồi. Một cây đại lộc. Cây tàn khá ha, nụ nè, mỗi mắt lá luôn cô chú anh chị ha. Hình như xương cá luôn, mỗi mắt lá đều có nụ ha cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 14. Rồi, quá trời nụ. Chiều cao được 81. Rồi. Tán ngang của cây 81 luôn. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 650 ha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 17A. Rồi. 17A là một cây cúc VIP nha. Rồi. Ủa, cái gì nữa. Rồi tàn khá ha. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Rồi cây này hoành được gần 13. Rồi cây có nốt nụ nha. Rồi chiều cao được 83. Tán ngang được 67. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 550 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 18. Rồi. 18A là một cây cúc hoàng hậu. Ủa? Cúc phượng hoàng. Cúc phượng hoàng chứ không phải hoàng hậu. Cúc phượng hoàng nha cô chú anh chị. Cúc phượng hoàng. Rồi thông số luôn nha các bà chủ.
Cái này thì nói chung á tàn cũng khá khá nè, nụ là có nụ nha, hàng nụ là chơi Tết cũng được nha. Đó, nụ cũng khá nhiều nha. Rồi cây này hoành được 11 nha. Rồi. Cao là được 98. Ngang là được 72. Rồi. Rồi cây này giao lưu 450 ha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 19A. Rồi. 19A cây này hai giống nha. Rồi. Ở trên đọt là thanh mai, ở dưới là siêu bông ha. Trên cái ngọn này là thanh mai bông xanh nha cô chú anh chị, bông màu xanh ha, nụ cực kỳ nhiều luôn nè. Không, nụ siêu nhiều luôn. Còn ở dưới này là siêu bông Sài Gòn. Rồi, siêu bông Sài Gòn. Rồi cây này là hoành được gần 14. Rồi, nụ siêu bông quá trời luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 1m16. Rồi. Tán ngang là được 80. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 600 nha. Rồi mà đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi mã số 20. Mã số 20A là một cây cúc phượng thanh trăng, cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi. Cây này tàn quá đẹp luôn. Rồi, có bông trên cây luôn ha. Bông này thì hơi héo rồi cô chú anh chị ha. Rồi. Nụ thì còn rất là nhiều nha cô chú anh chị, nụ bao nhiêu luôn á, mọi mắt lá đều có nụ. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành chín rồi nha. Rồi, nhỏ mà nó có vỏ nha. Tàn quá đẹp. Rồi, chiều cao là 1m21. Rồi. Tán ngang của cây là được 83. Rồi. Rồi, cây này thì em giao lưu 600 ngàn nha. Rồi. Cây này cũng là cây cuối clip ha. Cuối clip thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309. Nó cũng là số Zalo em luôn nha. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Rồi. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.